Càng về những tháng cuối năm, liên tiếp các vụ bả hỏa ké thăm đã khiến nhiều người không khỏi hoang mang lo lắng. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, đám cháy bùng phát vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 11 tại khu chợ tạm kinh doanh đồ điện trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Nhận được tin báo cháy, trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội nhanh chóng điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn công an quận Hà Bà Trưng, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai đội hình chữa cháy. Nhờ được cứu chữa kịp thời, đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Được biết vị trí đám cháy xảy ra tại dãy nhà HH tập thể Nguyễn Công Trứ, chuyên kinh doanh đồ điện. Đám cháy xuất phát từ một kiosk có diện tích hơn 10 m vuông, có nguy cơ lan sang những kiosk bên cạnh. Cũng may thời điểm xảy ra cháy vào sáng sớm, khu chợ chưa đông nên không gây thiệt hại đáng kể. Vụ việc không có thiệt hại về người. Cho đến khoảng 10 giờ 10 phút cùng ngày, địa sinh hoạt khu vực trên đã được cấp trở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ những ngày vừa qua liên tiếp các vụ hỏa hoạn xảy ra là hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người mỗi gia đình cần đề phòng hỏa hoạn bằng cách thường xuyên kiểm tra vật dụng trong nhà kiểm tra những thiết bị điện nguồn dễ gây cháy đồng thời cần học cách sử dụng bình cứu hỏa hay thoát nạn trong đám cháy để đảm bảo an toàn cho gia đình và người thân